Anh và Alex, một người du học nước ngoài về, một người tự học mà thành tài. Cả hai đều là nhân tài kiệt xuất trong giới đầu tư. Trước giờ công ty của mình cứ bắt hai anh phải ganh đua với nhau. Theo tôi thấy thì cách làm này vô cùng ngu ngốc. Nếu như tổng công ty thông minh hơn một chút, lẽ ra nên để công ty giống như một núi hai hổ. Như vậy thì mới đúng là ngồi không mà hưởng lợi chứ. Hưởng lợi gấp ba. Thôi được rồi, không còn sớm nữa, tôi phải về nấu cơm cho chồng đi. Cố lên. Cô cũng vậy. Tôi tìm người. Tới rồi à? Xin chào, xin hỏi quý khách muốn dùng gì? Cô đợi tôi một chút có được không? Dạ được. Bà xã, xảy ra chuyện gì sao? Anh Triệu vừa mới gọi điện cho anh, nói là em muốn chuyển công tác, nhưng Mai không đồng ý, em liền xin nghỉ việc. Bà xã, anh biết em rất thích công việc này, nhưng bây giờ chúng ta không cần dè chừng gì nữa. Em cứ yên tâm làm việc của em, cho dù em muốn làm gì anh cũng đều hết lòng ủng hộ cho em mà. Những thứ mà em muốn có đều đã đạt được. Em đã có được một người chồng yêu em, và em cũng rất yêu anh ấy. Hơn nữa bây giờ hai vợ chồng mình còn có một đứa con thuộc về hai đứa rồi. Những gì em muốn đều đã có hết. Bà xã, em có thai rồi hả? Em có thai rồi anh à. Bà xã, chuyển công tác, chuyển công tác ngay thôi. Không, chúng ta cùng nghỉ, hôm nay cùng xin nghỉ việc. Phải, bắt đầu từ hôm nay em phải chú ý đi đứng, còn anh phải dốc hết sức chăm sóc hai cô gái nhà ta. Đáng ghét, sao mà anh biết em sinh con gái chứ? Em nghe nói nè, dù con trai hay là con gái anh đều thích hết. Hả? Anh yên tâm đi, em sẽ nói với phía công ty cho em qua bộ phận khác, công việc nhẹ nhàng hơn. Nếu không có suốt ngày ngồi trong nhà, em cũng buồn chán lắm. Được được, chỉ cần em thấy thích, chỉ cần em thấy vui, mọi chuyện anh đều nghe em hết, được không? Ông xã, em đã nghĩ kỹ rồi, em vẫn rất thích công việc này. Nhưng mà từ giờ về sau, không ai có thể ép buộc em phải vì công việc này mà đánh đổi hết cuộc sống của em, gia đình của em. Em muốn một lần nữa bắt đầu lại cuộc đời của mình. Em muốn cùng anh và con của hai chúng ta sống một cuộc sống hạnh phúc yên bình bên nhau. Bà xã, em nghĩ được như vậy là tốt quá. Chỉ cần em vui, em nói gì anh cũng nghe. Hả? Cô đã xem cái tiêu đề này chưa? Hai người họ đúng là xứng đôi thiệt đó. Chứ còn gì nữa, đúng là không thể tưởng tượng nổi mà. Tin này có chính xác không vậy ta? Chắc chắn là đúng bà, lên báo hết trơn rồi còn gì nữa. Cũng chưa chắc đâu. Chào ông, xin hỏi ông muốn tìm ai? Có phải đang trong giờ làm việc không? Bây giờ đang là giờ làm việc của chúng tôi. Xin hỏi ông tìm ai vậy? Có việc gì không? Quản lý của các cô đâu, kêu đến gặp tôi ngay. Dạ, được. Mời ông qua phòng khách ngồi đợi một lát. Không cần đâu, tôi sẽ đợi ở đây. Được, xin ông chờ một chút. Xin chào, tôi là Tần Xuyên, là quản lý của bộ phận hành chính ở đây. Xin hỏi ông đến đây có việc gì? Tôi có thể giúp gì cho ông không? Quản lý bộ phận hành chính chứ gì? Vậy được. Tôi hỏi anh, 3 năm nay chi phí hành chính bình quân trên đầu người là bao nhiêu? Mức tăng trong 3 năm là bao nhiêu? So với lợi nhuận của phòng hành chính thì mức chênh lệch là bao nhiêu? Ông hỏi những việc này để làm gì? Trả lời tôi. Xin lỗi ông, tôi đảm nhận vị trí này chưa lâu, chưa quen với công việc ở đây lắm. Tôi hỏi anh có mấy câu mà anh cũng không thể trả lời được. Giỏi, giỏi lắm. Quản lý cấp cao bộ phận hành chính
đến bản thân làm công việc gì cũng không biết. Đã sao công ty không rối tung lên? Hứa tổng của các anh đang ở đâu? Tôi muốn gặp nó. Ông không hẹn trước nên không thể gặp được. Tức cười. À, ba. Ba. Ba à, sao ba lại tới đây? Sao ba không gọi trước cho con mà tới rồi? Ban ngày ban mặt nằm dai ra bàn mà ngủ, mở điều hòa con không sợ bị cảm sao? À, anh ra ngoài trước đi, cần gì tôi sẽ gọi anh. Được. Kế toán học phương Tây, tiếng Anh thương mại, cũng biết bắt chước người ta. Không học thì nói là không có tính cầu tiến, học rồi thì lại nói là bắt chước. Muốn làm được việc không nên sợ bị người ta nói. Bên ngoài có chuyện gì vậy? Trong giờ làm việc, người thì tán chuyện, người thì đi ngủ, còn có người dám lên mạng chơi game. Con là chủ mà phải mệt mỏi như vậy? Chẳng lẽ họ mới là người phát lương cho con sao? Thoải mái thân thiện là phong cách làm việc ở đây mà. Công ty bọn con có vài dự án đang được tiến hành. Đây chỉ là thời gian trống hiếm hoi thôi, lâu lâu mới được tranh thủ giải lao, có gì đâu mà to tát. Tranh thủ giải lao hả? Với tình trạng chia năm xẻ bảy của bọn họ, ai mà hết lòng kiếm tiền về cho con? Chuyện mà lần trước bà nói, suy nghĩ tới đâu rồi? Con chưa suy nghĩ. Công ty của con đang rất ổn định, con chưa nghĩ tới việc đóng cửa. Con cho rằng con chưa suy nghĩ tới rồi thôi sao? Với tình hình hiện giờ của công ty con, sao có thể trụ vững trên đất Thượng Hải này? Ba à, hiện giờ con có chỗ đứng ổn định rồi. Con là người mà, không phải là máy móc. Con biết ba nhìn việc gì cũng khắt khe, không ai vừa mắt ba hết. Ngoại trừ chị ta. Lúc con làm việc vất vả ba không nhìn thấy. Lúc con thức cả đêm tăng ca ba cũng không nhìn thấy. Lúc con bị khách hàng gây khó dễ ba cũng có nhìn thấy đâu. Trong mắt ba chỉ có chị ta là hoàn hảo nhất. Nhưng con không phải là chị ta. Nếu như con mới gặp chút khó khăn đã vội vàng đóng cửa thì con không đáng là con của Hứa Trọng Tấn đâu. Con gái của Hứa Trọng Tấn thì sao? Chỉ được duy trì cái tính nóng nảy thôi à? Người trẻ tuổi khi làm việc, ngoài năng lực của bản thân mình ra, còn phải nhờ người khác tạo thêm cơ hội nữa ba. Ba, dự án thành phố không khói của ba, nếu như muốn có nguồn vốn thì với dự án tốt như vậy, việc tổng hợp vốn sao có thể tùy tiện giao cho người khác. Ngoài việc ba phải tìm được vài đối tượng hợp tác đáng tin cậy, việc quan trọng hơn nữa là phải tìm thêm những người trẻ tuổi vừa có thực lực vừa có ý tưởng mới. Con nói xem ai mới thích hợp? Thì con đã nói với ba rồi, Tô Mạn đó. Được lắm. Không đánh chính diện được, chuyển qua đánh Bình Hồng. Với người nhà của mình cũng dám ra tay. Ba, ba nói gì vậy? Mạn Mạn trước giờ chưa từng nói gì với con về chuyện này hết. Là tự con muốn giúp cho cậu ấy thôi mà. Nếu đã là quan hệ bạn bè, sao còn muốn lôi kéo dự án thành phố không khói vô? Nó làm như vậy không thể không khiến người ta nghi ngờ. Cậu ấy vốn không phải là người như vậy mà ba. Lúc tâm trạng của con ở mức xấu nhất, chẳng có ai ở bên cạnh con hết, chỉ có người bạn này chăm sóc cho con thôi. Cậu ấy đã khích lệ con, an ủi con. Cậu ấy không hề biết lai lịch của con, vậy mà vẫn đối xử với con hơn cả chị ruột. Chị có thể tùy tiện nhận như vậy sao? Bà nói con bao nhiêu lần rồi, chị con chỉ có một người thôi, đó chính là... Con biết bà đang muốn nói gì mà. Nhưng mà trong lòng của con, Tô Mạn mới chính là chị em ruột của con. Nếu con không giúp được cậu ấy thì làm sao xứng với hai chữ chị em? Con đừng nói nữa. Không ai có tư cách trở thành chị của con. Nó thân thiết với con như vậy đó là bởi vì chữ Hứa trước cái tên của con thôi. Đơn giản vì bên cạnh ba có quá ít bạn bè đúng nghĩa. Con giúp Tô Mạn không phải vì muốn giúp cậu ấy kiếm tiền, mà vì giúp cậu ấy theo đuổi một người cậu ấy yêu. Tụi con hoàn toàn không nghĩ như ba đâu. Chưa bao giờ tụi con nghĩ tới tiền bạc hay lợi nhuận. Được, bà chấp nhận nó, kêu nó trực tiếp gặp ba. Ba, đừng nói gì nữa. Tình nghĩa trả bằng tình nghĩa, kinh doanh trả bằng kinh doanh. Làm tốt việc kinh doanh của con đi rồi nói. Hứa tổng, cậu đưa thiệp mời cho Liên Sương chưa? Tôi đưa cho cô ấy rồi. Giám mớ cậu có chuyện gì không? Đang trong giờ làm việc mà tới tìm mình, chuyện gì gấp vậy hả? Không cần lo, mình tới để giúp cậu mà. Tặng cậu cái này hay lắm nè. Thứ gì mà hay đi?
Thiệp mời hả? Cô hai ơi, làm ơn đi, dạo này mình bận biểu lắm, mình không có thời gian dự tiệc tùng hôn lễ lung tung gì đó đâu. Nè, cậu hãy nhìn cho kỹ đi, đây là thiệp mời tiệc kỷ niệm 20 năm thành lập bất động sản Hứa Thị đó. Cái gì? Cậu đang tốn công sức nhưng vẫn chưa tìm được cách tiếp cận bất động sản Hứa Thị đúng không? Để mình chỉ cho cậu một con đường sáng, cứ theo nó mà tiến lên, xâm nhập vào đầu não của Hứa Thị, muốn tiếp cận ai thì cứ tiếp cận thôi. Thật chứ? Giám đốc à? Cậu có biết hai tấm thiệp này quý giá tới mức nào không? Sao cậu lại có được hai tấm thiệp này vậy hả? Đương nhiên là mình biết rồi. Cũng vì hai tấm thiệp này, mình đã phải đào ba tấc đất, vận dụng tất cả các mối quan hệ lâu nay. Hai tấm thiệp này đem cho giới đầu tư xem, bảo đảm họ giành nhau bể đầu. Giành nhau bể đầu là còn nhẹ đó. Giám mốt à, cậu vĩ đại quá à. Mình không hề vĩ đại, mình làm vậy là vì công ty của chúng ta. Chính cậu đã hứa với mình rồi, chỉ cần giành được dự án thành phố không khói, cậu sẽ nghỉ việc ở MG và về với mình mà. Trở về công ty của cậu, cần cù tận tụy, chăm chỉ làm việc, không than mệt, không than khổ, không cần tăng lương, không cần nghỉ phép, cố gắng đưa công ty kế toán của chúng ta phát triển lên một tầm cao mới. Được rồi, có câu này của cậu, công sức mình bỏ ra để có hai tấm thiệp này thật không uổng phí. Cậu tuyệt quá à. Theo nguồn tin tôi tìm hiểu được, tiệc kỷ niệm của bất động sản Hứa Thị lần này có tiêu chuẩn khách mời khá cao. Chỉ có những đối tác làm ăn lâu năm và một số ông chủ lớn có quan hệ tốt với Hứa Trọng Tấn mới có tư cách nhận được thiệp mời này thôi. Vậy là càng có lợi cho chúng ta. Hai tấm thiệp mời này chỉ có một vài ngân hàng mới có. Hay nói cách khác, trong bữa tiệc này, khi gặp các lãnh đạo cấp cao của Hứa Thị, chúng ta nên tranh thủ lấy lòng. Như vậy đối thủ cạnh tranh đếm trên đầu ngón tay rồi. Đây đúng là một cơ hội hiếm có. Mặc kệ bất động sản Hứa Thị làm khó cỡ nào, chỉ cần chúng ta nắm chắc cơ hội trực tiếp trao đổi thảo luận với họ, tôi tin rằng họ sẽ hiểu được cách làm việc của chúng ta. Và tôi dám chắc điều này sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến quyết định của họ. Đúng. Một cơ hội rất tốt. Chúng ta cùng đi đi, lần này nhất định phải giành được dự án của họ. Quyết định vậy đi nha. Yên tâm, không phải bẫy gì đâu. Cho dù là cái bẫy, với một miếng mồi béo bở như cái này cũng đáng để mạo hiểm một lần. Tiếng nhạc du dương, vũ điệu uyển chuyển, trong một khung cảnh như vậy, sự phòng bị của con người cũng giảm đi nhiều. Và bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để thiết lập quan hệ với lãnh đạo Hứa Thị. Đúng vậy, cơ hội hiếm có. Công ty MG chỉ có hai thiệp mời. Làm sao anh có nó? Tô Mạng nhờ quan hệ cá nhân mà có, tấm còn lại cô ấy giữ. Cấp dưới của anh đúng là rất được việc. Có điều anh mang thiệp mời này đến cho tôi là có ý gì? Rõ ràng đây không phải là phong cách của anh. Bắt đầu từ bây giờ, tấm thiệp này sẽ thuộc về anh. Rất khó kiếm được, anh phải cố gắng trân trọng đó. Anh muốn đem nó dùng cho tôi sao? Đúng. Bởi vì tôi cảm thấy anh mới là ứng cử viên thích hợp nhất. Thích hợp hay không, không phải là do anh quyết định, mà phải nói là do bất động sản Hứa Thị quyết định. Tôi xin nói thẳng một câu,
Gần đây có vẻ như anh luôn có thái độ tránh né. Anh trốn tránh điều gì? Không lẽ anh không nhận ra lợi ích từ bất động sản Hứa Thị? Không phải tôi đang trốn tránh, mà tôi không có tư cách tranh giành. Anh là đối thủ mà tôi rất tôn trọng. Tôi rất mong đợi vào cuộc cạnh tranh giữa chúng ta. Có điều không thể được nữa rồi. Tôi có nên hiểu rằng anh không còn ở MC bao lâu nữa, do có nơi khác tốt hơn, hay là anh trở về Mỹ? Tôi biết sắp xếp cho tương lai của mình mà. Nếu như Mai mà nghe được tin này thì chắc chắn sẽ rất khủng hoảng. Anh nắm giữ cả một nửa Giang Sơn. Nếu thực sự anh đi rồi thì khối lượng công việc đó ai sẽ làm đây? Anh có từng suy nghĩ nếu như anh bỏ đi, cấp dưới của anh sẽ ra sao? Rồi Tô Mạng sẽ ra sao? Nếu thực sự có ngày đó, tôi tin là cấp dưới của tôi sẽ hiểu. Hơn nữa MC là một công ty lớn, sẽ không vì sự ra đi của một mình tôi mà rối loạn lên đâu. Do đó tôi đã cố gắng hết sức thu xếp công việc của mình, bao gồm cả cái này. Phải. Ngay lúc này tôi rất cảm ơn anh vì đã nhường tấm thiệp mời cho tôi. Nhưng xin lỗi, tôi không thể nhận được. Không thể nhận sao? Không phải anh nói đây là cơ hội hiếm có? Tuy tôi có nói là tôi rất muốn có tấm thiệp này, nhưng nếu là thứ tôi muốn, tôi sẽ tự mình giành lấy, không cần ai phải nhường hết. Soái, cái này là của Alex để lại. Vậy là anh ta đã quyết tâm ra đi rồi. Đây là lần cuối cùng anh ta quyết định thay Tô Mạn. Hay là để tôi trả tấm thiệp mời lại cho anh ta? Ngày mai là đến tiệc rồi, cứ nhường qua nhường lại thì không ai đi được hết. Anh đã quyết định tới dự hả? Việc gấp đến nơi rồi mà còn làm bộ từ chối thì chính là đùn đẩy trách nhiệm. Tôi hiểu rồi, tôi lập tức đi chuẩn bị. Theo như là em nói, hoạt động ngày mai rất quan trọng đúng không? Đúng vậy, cơ hội lần này không dễ gì mà có được. Nó liên quan đến con đường phát triển sự nghiệp của người mà cô ấy thích. Chàng trai đó không biết gì hết sao? Cô ấy chưa bao giờ nhắc đến những việc mình đã làm. Cô ấy chỉ hy vọng người cô ấy thích gặp nhiều thuận lợi. Con người không phải cây cỏ, gió thổi qua lá cây còn phát ra tiếng động. Anh nghĩ chàng trai ấy chắc cũng cảm nhận được gì đó rồi. Ít nhất cũng phát hiện ra bên cạnh mình luôn có một người rất quan tâm đến mình. Thật không hả? Cùng là đàn ông, anh nghĩ chàng trai sẽ rất xúc động trước những gì cô gái đã làm vì anh ta. Vậy anh giúp em phân tích chút đi. Anh ấy sẽ thích cô ấy chứ? Hy vọng hoạt động ngày mai của em thuận lợi. Cảm ơn anh. Ngày mai là lần đầu tiên hai người họ cùng dự một buổi tiệc lớn như vậy. Nhiệm vụ nặng nề, thế nào cũng thúc đẩy tinh thần hợp tác cùng hội cùng thuyền. Biết đâu trong tình huống đó họ hỗ trợ nhau rồi hiểu nhau nhiều hơn. Anh nghĩ có đúng không? Thank you.
chúng tôi đi cùng nhau. Sao anh lại ở đây chứ? Cũng được lắm, cái váy này rất vừa vặn với cô. Anh còn chưa trả lời tôi, sao anh lại ở đây? Mục đích của tôi cũng giống như cô, thâm nhập vào bất động sản Hứa Thị, giành lấy dự án thành phố không khói. À, chào anh. Chào anh. Sao còn ngày mấy vậy chứ? Lát nữa gặp anh. Được. Cô đừng gọi nữa, thì mời là anh ta đưa cho tôi. Đây là thứ mà cả giới đầu tư đều đang muốn có. Vì anh ta không muốn đến. Thôi mà, Alex là người đã trưởng thành, biết chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Đừng gượng ép nữa. Tôi đã vì buổi tối hôm nay mà bỏ ra rất nhiều công sức. Tại sao anh ấy lại không nói tiếng nào đã đưa thiệp mời cho anh rồi chứ? Tôi gọi điện cũng không chịu bắt máy. Buổi tiệc sắp bắt đầu rồi, tóm lại cô giàu không? Cả cô cũng muốn bỏ cuộc. Ai nói tôi bỏ cuộc chứ? Tối nay tôi sẽ thay mặt Alex đến đây. Dù có chuyện gì tôi cũng không bỏ cuộc đâu. Chị à, bây giờ em đang được nghỉ phép, mọi người qua đây đi. Bây giờ hả? Bây giờ không phải là lúc bận rộn nhất của ngành đầu tư hay sao? Em làm xong hết dự án rồi, tổng tài cho em nghỉ ngơi một thời gian. Anh Hai và Tiểu Thành không phải rất muốn về nước thăm Trường Thành, Cố Cung, Tượng Binh Mã sao? Em sẽ hướng dẫn miễn phí và đưa mọi người đi tham quan một vòng. Em đó, nói thì nghe hay lắm, làm bên ngành đầu tư thời gian tính từng giây từng phút. Vậy mà lần này có thể dành cho bọn chị được mấy ngày đây? Chị à, chị còn đa nghi hơn mấy nhà tư bản nữa. Lần này tổng tài còn cho em một kỳ nghỉ đi du lịch khắp nơi. Hay là em qua anh xem thế vận hội, sau đó qua đón Tiểu Thành, chúng ta cùng làm một chuyến du lịch trong nước. Vậy cũng được đó. Hai người quen biết nhau hả? Tôi xin phép qua đây một chút. Tôi thật không dám tin cô cũng làm trong ngành đầu tư. Rõ ràng để lỡ một cơ hội tốt vẫn điềm nhiên như không. Tôi thì làm sao? Rõ ràng là cô biết lúc này anh ta không muốn nhận điện thoại, nhất là điện thoại của cô, vậy mà vẫn cố gọi. Tôi thích như vậy đó. Đã đến đây dự tiệc rồi thì nên tỏ ra chuyên nghiệp. Uống một ly đi. Còn nữa, đừng giữ vẻ mặt khó coi đi qua đi lại. Những người ở đây ai cũng tinh ý, họ có thể đoán được vài thông tin quan trọng qua nét mặt của cô. Cho là bây giờ cậu ta có hối hận đi, nhưng không có thiệp mời thì làm sao vào được. Khuyên cô một câu cuối cùng, đến rồi thì cứ ở yên. Đừng quên mục đích của cô tới đây là gì. Hứa tổng, sắp tới giờ rồi, chúng ta ra dự tiệc thôi.
Được. Cậu ra trước, tôi sẽ ra ngay. Dạ. Alo, bây giờ anh đang bận, có chuyện gì về nhà rồi nói nha. Ở nhà, em đâu dám trực tiếp nói với anh. Sao em lúc nào cũng tự coi mình giống như là bảo mẫu vậy? Em đừng quên, em chính là chủ nhân của cái nhà này. Có phải là việc Liên Sơn xin anh giúp đỡ bạn của nó khiến anh không vui không? Con bé hiếm khi mở miệng nhờ. Nếu như không phiền gì thì anh cứ giúp nó đi. Dự án thành phố không khói của anh cứ giao cho Tô Mạn làm. Sao vậy? Em cũng muốn can thiệp vào chuyện của công ty. Không, em không dám. Bao nhiêu năm nay có lúc nào mà anh thấy em can thiệp vào việc của công ty đâu. Ý của em là chúng ta không thể mất thêm một đứa con nữa. Việc này em không cần phải nhắc nhở anh. Chẳng lẽ anh không có cảm giác đau khổ khi mất con? Thôi được rồi, chuyện của công ty em không cần lo. Không có lớn, chỉ có hơn chục cái mỏ than thôi. Thời đại ngày nay, ngành năng lượng rất phát triển, chúng ta còn rất nhiều cơ hội hợp tác. Chúng tôi làm ăn ngay thẳng, nghĩa là kiếm tiền một cách chân chính. Ngành đầu tư của các anh nói thẳng ra chẳng qua chỉ là dùng tiền kiếm lời, bỏ một ăn mười mà thôi. Đúng, ông đúng là người thực tế. Lấy ví dụ, mọi người bán loại chuối này, khi chuối chín phải bán bằng cách nào? Nếu để chuối quá lâu không còn tươi nữa thì làm sao bán đây? Thị trường giá nào tôi bán giá đó. Chuối chín quá tôi sẽ bán giảm giá, chắc chắn sẽ có người mua. Còn tôi thì lại không cho như vậy. Trái cây này liệu mọi người có chấp nhận mua lại nó với cái giá gấp 10 lần hay không? Đây chính là việc của ngành đầu tư. Thật ngại quá. Cảm ơn. Đương nhiên, việc trồng ra trái chuối vừa to vừa ngọt mới chính là điều kiện cần thiết nhất. Hy vọng trong tương lai không xa, chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ lợi ích từ trái chuối. Lục tổng, sau này có cơ hội chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện nha. Cạn ly. Cạn. Cạn ly. Lâu rồi gặp. Được rồi. Dạo này làm ăn sao rồi? Lâu rồi không gặp. Nửa năm trước chúng tôi kiếm được 500 triệu đó. Ồ, vậy sao? Chúc mừng. Vậy anh chị có định đi đâu để nghỉ mát không? Dĩ nhiên giờ mùa này nên đi Vờ Văn ở Pháp rồi. Đây là thời điểm cỏ trên núi xanh mướt bạt ngàn, như đang đưa tôi quay lại thời thiếu nữ vậy đó. Đúng vậy. Chào mọi người, tôi là Tô Mạn. Chào cô. Tôi ở công ty MG. Theo ý tôi á, đi Nam Phi cũng thú vị lắm. Nhân tiện đem thêm về một ít kim cương cho ngành đá quý của chúng tôi. Ông làm ở ngành đá quý sao? Ngành đá quý rất có triển vọng đầu tư đó. Dự kiến trong vài năm tới đây, ở thị trường đầu tư trong nước, nó sẽ có rất nhiều không gian phát triển. À, tôi đến từ công ty MG, làm ở bộ phận đầu tư. Ngành đầu tư có triển vọng. Tôi á đang cân nhắc hợp tác với giới đầu tư. Cô Tô, cô ở công ty MG là phó tổng hay là trưởng phòng? Tôi hiện đang là chuyên viên đầu tư của MG. Chuyên viên đầu tư cũng tốt, vẫn còn rất nhiều thời gian để thăng tiến ha. Giám đốc của chúng tôi là Tống Dực, anh ấy có rất nhiều kinh nghiệm làm việc ở phố World, là một nhân tài trẻ tuổi.
cả ngày nói chuyện làm ăn mệt muốn chết, hiếm có dịp được ra ngoài thoải mái nói chuyện. Hay là như vậy đi, chúng ta ra quy định, nếu có người nào nhắc tới chuyện làm ăn, chúng ta bắt người đó mời đi Pháp du lịch một chuyến được không hả? Em nói đúng lắm. Nào, chạy đi. Cô ấy có tôi rồi. Ai nói tôi muốn nhảy với anh chứ? Ấy, Lục Lệ Thành, sao lúc nào anh cũng ép tôi vậy? Bỏ qua chuyện tranh cãi đi, cùng nhau hợp tác chiến đấu với Hứa Trọng Tấn, tìm cơ hội đối mặt trực tiếp. Dù sao thì chúng ta cũng là vì dự án thành phố không khói, mạnh người nào người đó lo, vì chưa chắc có thể đấu lại các đối thủ cạnh tranh khác. Có nhìn thấy người mập mập mặc đồ tây không? Ông chủ của công ty Thành Công. Còn bà cô cả người mặc toàn đồ hiệu đó, đừng xem thường bà ta. Bà ta chính là chủ tịch của Phi Thiên ở Hồng Kông. Cô cho rằng bọn họ tới đây chỉ để ngắm nhìn giới trẻ hiện nay thích chơi trò gì hả? Mọi người tới đây đều có mục đích. Chúng ta lại đang trong tình thế cấp bách. Nếu như muốn Hứa Trọng Tấn để mắt đến, chỉ còn một cách là hai chúng ta phải cùng nhau hợp tác. Được, tôi nhận lời anh. Nhưng không phải là vì cá nhân tôi, mà là vì cả nhóm của Alex. Tốt, lựa chọn sáng suốt. Chào Hứa Tổng. Chào Hứa Tổng. Chào Hứa Tổng. Hứa Tổng à. Ba, xin ba đó, ba giúp tô mạng đi mà. Con cảm ơn ba. Bình thường bướng bỉnh, giờ lại vì người ngoài mà nói hai chữ cảm ơn. Xin tránh đường. Xin lỗi, tao mới được chạy đường lớn. Tổng đốc xin được chạy lớn. Xin chào. Xin chào. Vậy chúng ta nên làm gì đây hả? Không sao. Hứa Tổng, ông từng nhớ tôi không? Tôi là Lục Lệ Thành. Mọi người sao lại cản tôi chứ? Tôi quen anh ta mà. Hứa Tổng rất mừng khi mà được gặp trực tiếp ông ấy ở đây như vậy. Đương nhiên là nhớ. Cậu Lục, tuy tuổi vẫn còn trẻ nhưng hiểu biết nhiều về đồ cổ, đúng là hiếm có. Hứa Tổng, thật ra tôi không chỉ hiểu biết về đồ cổ. Đối với việc làm lớn mạnh một doanh nghiệp, làm tiền sinh sôi nảy nở cũng có chút hiểu biết. Sao hả? Cậu Lục đang dạy bất động sản Hứa Thị chúng tôi cách làm ăn lớn sao? Không dám. Chẳng qua tôi cho rằng ngành đầu tư của tôi và dự án thành phố không khói của Hứa Thị có rất nhiều điểm phù hợp với nhau. Đây là hợp tác hai bên cùng có lợi. Cậu nên biết, còn rất nhiều nhà đầu tư khác cũng muốn hợp tác với Hứa Thị chúng tôi. Đúng vậy, nhưng tính chuyên nghiệp và quốc tế của MG sẽ giúp dự án của ông. Cậu Lục, cậu thấy bữa tiệc hôm nay tổ chức thế nào hả? Rất là tuyệt, rượu ngon, nhạc cũng rất hay. Vậy thì tốt, đừng nên lãng phí không gian đẹp này. Cậu hãy làm những việc mà thanh niên nên làm. Được. Ê, Hứa Tổng, đừng đi. Hứa Tổng, ngủ mua ông. Hứa Tổng, đừng đi. Chúng ta có thể ra đổi một chút được không? Hứa Tổng, tôi rất ngưỡng mộ ông. Hứa Tổng, đi đã. Con đi đã. Hứa Tổng, tôi rất ngưỡng mộ ông. Hứa Tổng, đừng đi mà. Hứa Tổng ơi. Mạng Mạng, con thấy bữa tiệc của bác tổ chức thế nào? Dạ. Tuyệt. Dạ rất tuyệt. Tuyệt là được rồi. À, con có yêu cầu gì cứ nói với bác. Dạ con đã biết rồi. Thưa bác Hứa. Con làm gì mà khách sáo quá vậy? Đều là người nhà hết mà. Phải rồi, cho bác gửi lời thăm ba mẹ con. Dạ con biết rồi, con sẽ nói mà. Tốt. Cảm ơn bác. Hôm nay là bữa tiệc dành cho thanh niên tụi con, bác không làm phiền nữa. Nè, con có yêu cầu gì cứ nói với bác đừng ngại ha. Hãy
là mình trên đường, mình trên đường nhé. Trên đường mà, tổng mà, trên đường tổng, tổng mà, trên đường gì mà. Làm sao cô quen biết được với Hứa Trọng Tấn? Sao ông ta lại thân thiết với cô vậy? Không thể nói được. Ông chủ, ba. Ừ. Liên Sương, con ở nhà hả? Ba uống trà đi ba. Ờ, được rồi. Hình như đã lâu lắm ba không được uống trà do Liên Sương pha. À, con bé ngốc, đua độ nhẫn nại với ba con còn thua xa. Muốn hỏi chuyện trong bữa tiệc đúng không? Ba giao dự án cho con ấy chưa? Tuy là ba chưa giao dự án cho nó, nhưng cũng cho nó chút thể diện. Sáng sớm ngày mai, cái tên Tô Mạng sẽ được cả ngành đầu tư biết đến. Lần này con hài lòng chưa? Con cảm ơn ba. Xem ra người bạn này của con đúng là người không có tính toán riêng tư. Đương nhiên rồi, cậu ấy là người rất lương thiện, đối xử với con thật lòng nữa. Cũng mong nó là một cô gái tốt. Cảm ơn ba. Ừ. Liên Sương cười rồi. Nè, đây là lần thứ hai con nói cảm ơn ba đó. Nói thật lòng, Liên Sương cười thế nào ba cũng sắp quên mất rồi. Ba, con cũng muốn cười nhiều hơn nữa cho ba xem. À, không cần miễn cưỡng đâu. Khi nào nụ cười đó xuất phát từ đáy lòng con, hãy cười cho ba xem. Sao từ nãy giờ anh cứ nhìn tôi vậy? Trên mặt của tôi có dính tiền hả? Có, còn là một đống tiền thật lớn nữa. Anh coi tôi là máy rút tiền hả? Thật ra bây giờ tôi coi cô là kho bạc cũng không quá đâu. Có quan hệ thân thiết với Hứa Trọng Tấn, cũng như là đào được cả mỏ vàng rồi. Tôi rất muốn lấy gương ra cho anh soi, để anh thấy ánh mắt của mình vô cùng tham lam đó. Hồi nãy ở trong bữa tiệc, bao nhiêu người chen lấn chỉ để tiếp cận Hứa Trọng Tấn, nhưng tại sao ông ta chỉ chủ động tiến lại chỗ cô? Rốt cuộc là hai người có quan hệ gì? Làm sao cho anh biết được chứ? Bí mật kinh doanh. Hứa Trọng Tấn thật không đơn giản. Tưởng chừng như trong bữa tiệc ông ta chưa làm gì, nhưng mà trên thực tế đã làm hết rồi. Sáng sớm ngày mai, cả ngành đầu tư này đều biết Tô Mạng cô và Hứa Trọng Tấn có quan hệ thân thiết. Có đến mức đó thật hay không hả? Nhờ vào cô, dự án thành phố không khói đã là của MG rồi. Các công ty khác đừng mơ động tay vào nữa. Tôi cho anh biết, đây chính là thành tích của nhóm Alex chúng tôi. Anh đừng có mà mơ có thể hớt tay trên của chúng tôi. Còn nữa, tôi muốn hỏi anh, rốt cuộc tại sao Alex lại đột nhiên đưa thiệp mời cho anh chứ? Con người anh vốn rất cảnh giác, nếu như không biết rõ nguyên nhân, chắc chắn anh không dễ gì nhận nó. Đúng là tôi có biết một chút, nhưng tình hình cụ thể tôi nghĩ tốt nhất nên để Alex tự nói với cô. Nếu như hai người thật sự là những người đồng nghiệp tốt hoặc là bạn bè, anh ta sẽ không giấu giếm cô, đúng không? Thuê
ba quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Chào Mạng Mạng. Chào chị Mạng Mạng. Chào Mạng Mạng. Chào. Chào. Sáng nay Thiếu Kiệt đầy đợi 3-4 tiếng đồng hồ, tranh với người ta xếp hàng mới mua được cà phê cho cô đó. Nè thử đi. Được rồi, ngồi xuống, ngồi xuống. Mọi người sao vậy? Tự nhiên tốt với tôi vậy hả? Sao lại gọi là tự nhiên được? Rõ ràng quá còn gì. Đây gọi là lấy lòng cô đó. Phải đó. Mong là sau này chị Mạng Mạng sẽ được thăng chức. Đừng quên tụi em. Mong chị chiếu cố nha. Chiếu cố mọi người sao? Phải đó. Tối hôm qua trong bữa tiệc mừng của Hứa Thị, cô nổi tiếng lắm. Chuyện này bây giờ đã lan rộng khắp giới tài chính rồi. Đúng vậy đó. Thì ra chị Mạng Mạng là siêu nhân, giấu mặt chuyện gì cũng làm được. Có thể kết giao được với mấy vị đại gia bất động sản luôn. Vậy là sau này chị chỉ cần giơ một ngón út ra cũng đã hơn bọn em nay lưng làm cả ngày. Chứ còn cái gì nữa. Mọi người đang dòng do mỉa mai tôi thì có. Đâu có được chứ. Nè, tôi hỏi nghiêm túc nha. Sáng nay có ai nhìn thấy Alex hay không? Không thấy. Em cũng không thấy. Nè, anh ấy tới rồi kìa. Vừa nhắc đã tới rồi. Bây giờ anh có thời gian không? Tôi muốn báo cáo tình hình bữa tiệc tối hôm qua để cho anh nắm rõ. Lát nữa đi, bây giờ tôi còn có chút gì. Không mất quá nhiều thời gian của anh đâu. Bữa tiệc tối hôm qua tại sao anh không tới? Tôi xin lỗi, tôi không có ý gì khác đâu. Không phải tôi muốn xen vào cuộc sống riêng của anh. Tôi chỉ muốn biết một điều. Bữa tiệc tối hôm qua là trường hợp vô cùng quan trọng, tại sao anh lại không tới dự chứ? Xin lỗi, bây giờ tôi thật sự không rảnh để giải thích với cô. Cậu không biết tối qua tôi nhận bao nhiêu cuộc gọi đâu. Đều là lãnh đạo các ngân hàng đầu tư lớn. Chủ đề chỉ có một: Mike, người của anh thật biết cách làm việc. Họ không ngờ Hứa Trọng Tấn tổ chức bữa tiệc kỷ niệm. Họ càng không ngờ người của chúng ta lại lấy được thiệp mời sớm như vậy. Việc khiến người ta bất ngờ hơn là người của chúng ta lại quen thân với Hứa Trọng Tấn. Tôi có nằm mơ cũng không ngờ sẽ thuận lợi như vậy. Mai à, tôi đến đây vì có việc muốn nói với anh. Alex, cậu có một trợ thủ vô cùng xuất sắc. Tôi thật không ngờ Tô Mạn có quan hệ rộng như vậy. Nhất định phải giữ nhân viên vừa có quan hệ vừa có năng lực như cô ấy. Để lấy được thành phố không khói, Tô Mạn chính là người có công lớn nhất. Xin lỗi Mai, tôi tới để xin từ chức. Cái gì? Cậu muốn từ chức? Tôi không còn hứng thú và nhiệt huyết với công việc này nữa. Tôi muốn được nghỉ ngơi một thời gian, suy nghĩ thêm về tương lai của mình. Cậu chờ một chút. Tôi chưa theo kịp ý của cậu. Sắp giành được dự án thành phố không khói lại còn do cấp dưới của cậu giành được. Cậu có thể dựa vào đó để lên làm giám đốc điều hành. Ngay lúc này cậu lại muốn từ chức? Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Đây là đơn xin từ chức. Hy vọng anh chấp nhận. Ngồi đi. Cậu có biết trước khi cậu đến MG, chúng tôi ở phố Wall đã tốn bao nhiêu lâu mới ra được quyết định không? Tôi mặc kệ ngân hàng nào đầu tư cho cậu điều kiện tốt hơn, nhưng mà tôi hy vọng cậu nhớ rõ, MG mới là nền tảng tốt nhất của cậu. Mai, không ai lôi kéo tôi hết. Đây thật sự là quyết định của riêng tôi. Tôi biết mọi người gần đây đều rất mệt, rất bận. Nếu cậu không muốn tham gia dự án thành phố không khói, tôi có thể cho cậu làm dự án khác. Nghỉ phép cũng được. Tôi kêu phòng nhân sự sắp xếp ngay. Mai à, tôi không muốn vì tôi mà ảnh hưởng việc MG giành thành phố không khói. Thật đó. Hơn nữa tôi cảm thấy Tô Mạn là một người rất có năng lực. Tôi hy vọng sau khi tôi đi, cô ấy sẽ trở về nhóm Lục Tổng tiếp tục dự án. Cậu muốn điều Tô Mạn đi? Đúng. Tôi hy vọng nhân tài của MG có thể sát cánh bên nhau. Được, không thành vấn đề. Tôi sẽ sắp xếp chuyển cô ấy qua nhóm Lệ Thành. Nhưng việc cậu xin từ chức tôi không thể chấp nhận. Mai, cậu về nhà nghỉ ngơi vài ngày đi. Sau khi cậu quay lại, hãy cho tôi biết quyết định của cậu.
thể nói như vậy, bữa tiệc tối hôm qua xem như là thuận lợi. Cuối buổi, thư ký thân cận của Hứa Trọng Tấn đã đưa tôi một tấm danh thiếp, nói rằng sẽ liên lạc với chúng ta sao? Ông chủ lớn như Hứa Trọng Tấn rất ít khi nào đưa danh thiếp cho ai. Phải ông đó. Ta mà đưa danh thiếp cho ai, có nghĩa là đối với MC chúng ta, ông ta rất có hứng thú. Là người đứng đầu bất động sản Hứa Thị, chỉ cần Hứa Trọng Tấn gật đầu thì dự án thành phố không khói đã rất gần với chúng ta rồi. Đúng vậy. Tô Mạn, cô làm rất tốt. Trong bữa tiệc kỷ niệm tối qua, cô đã giúp MC và Hứa Trọng Tấn xích lại gần hơn. Đây đều là công lao của cô. Mọi người cũng có công mà, ai cũng vất vả hết. Alex, tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Tôi xin tuyên bố kế hoạch làm việc sau này. Người phụ trách chung dự án thành phố không khói sẽ giao cho Hải Ba. Người hỗ trợ sau này là Hà Dân. Còn Tô Mạn, sau khi cô hoàn thành các hạng mục của nhóm này, hãy mau chóng trở về nhóm của Lục Tổng. Qua nhóm của Lục Tổng sao? Tại sao vậy chứ? Tôi là người của nhóm này mà. Bắt đầu từ hôm nay, nhóm này giải tán. Tại sao vậy? Tại sao lại vậy? Xin lỗi, vì gia đình tôi có chút việc nên phải nghỉ phép một thời gian. Hy vọng mọi người vẫn cố gắng như trước đây, ổn định tinh thần, phối hợp với Lục Lệ Thành và Mai đề xuất các hạng mục cần làm cho thành phố không khói. Xin cảm ơn mọi người. Tan họp. Tổng tổng à? Nè, Alex. Tổng tổng nó nghỉ phép. Nghỉ phép vào lúc này hả? Ai mà biết sẽ có chuyện gì xảy ra đây. Không đỡ nổi. Theo như tôi biết á, lúc trước Mai đã hứa với Lục tổng và Tổng tổng, người nào giành được dự án thành phố không khói, người đó sẽ làm giám đốc điều hành. Theo như tình hình hiện nay, Tống tổng là người có hy vọng nhất. Vậy tại sao anh ấy lại muốn từ bỏ vào lúc này chứ? Phải đó, không biết ai là người đứng sau chuyện này đây. Ê nè, không lẽ là... Đừng đoán mò nữa. Cấp trên đối đầu với nhau không liên quan gì tới chúng ta. Làm tốt công việc của chúng ta là được rồi. Sao chứ? Anh đừng có giả bộ nữa. Tôi cho anh biết, tôi không bao giờ chuyển qua nhóm của anh đâu. Tôi là thành viên trong nhóm của Alex. Tôi xin thề, tôi nhất định sẽ thay Tống Dực giành dự án thành phố không khói. Ai nói với cô là cô sẽ chuyển qua nhóm tôi? Alex có đồng ý không? Giả dối. Là Alex yêu cầu sao? Anh tìm tôi. Tôi rất muốn biết tại sao anh chọn thời điểm này để xin nghỉ phép năm. Tôi có lý do cá nhân. Tôi có một chuyện rất muốn hỏi anh. Có phải anh có mâu thuẫn gì với Hứa Thị không? Hứa Trọng Tấn làm như vậy với MC có phải vì anh không? Không sai, đều là do tôi. Vậy để tôi đoán thử, có phải vì trước đây anh đã làm Hứa Trọng Tấn tổn thất một khoản tiền lớn? Trước giờ tôi chưa từng để khách hàng chịu tổn thất gì. Không phải vì chuyện công việc. Nếu vì chuyện cá nhân với ông ta trong quá khứ, anh đâu nhất thiết phải rời khỏi công ty. Dù MG rất cần dự án thành phố không khói, nhưng MG lớn như vậy đâu phải chỉ sống nhờ vào một dự án. Anh vẫn còn lựa chọn khác mà. Tóm lại một câu, tôi có nỗi khổ tâm riêng.
Nhưng thật xin lỗi, tôi không thể nói với anh. Tạm biệt. Chúc mừng cậu. Tôi đã nói rồi mà, trong công ty chúng ta người cuối cùng giành được thành phố không khói, không cậu thì còn ai? Nếu không phải Alex suy nghĩ phép ngay lúc này thì cũng khó mà phân định được thắng thua. Dù cậu ấy xuất thân từ phố Wall, nhưng mà thời gian làm việc ở đây quá ngắn. Đâu như cậu song pha chiến đấu lập bao nhiêu thành tích cho công ty chúng ta. Lần này hội đồng quản trị quyết định dự án thành phố không khói và vị trí giám đốc điều hành đi liền với nhau. Văn phòng giám đốc điều hành đã để trống khá lâu, đến lúc đón tiếp chủ nhân mới rồi. Tôi chỉ muốn biết một điều, tại sao Alex suy nghĩ ngay lúc này? Anh ta không phải kiểu người thấy khó mà lùi, huống chi là sau bữa tiệc tối hôm đó anh ta càng gần với thành công hơn. Thật ra tôi nói muốn gãy lưỡi, cậu ấy mới đồng ý chỉ xin nghỉ phép. Cậu ấy vốn định từ chức. Anh ta muốn từ chức thật sao? Lý do là gì? Cậu ấy không nói cho tôi biết lý do chính đáng. Chắc là các tổ chức tài chính muốn khai thác nhân lực. Mấy chuyện này tôi thấy nhiều rồi. Tôi không phê chuẩn đơn của cậu ấy, chỉ cho phép nghỉ mấy ngày. Đợi mọi chuyện trở lại bình thường, cậu ấy sẽ tự quay về. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Cà phê nha. Tống Dực là MC trực tiếp từ phố Wall trở về đây để bổ sung nhân sự cho khu vực Trung Quốc. Khởi đầu là giữ vị trí giám đốc tài chính. Tất cả đều nhờ ô dù từ tổng công ty MG ở Mỹ. Họ vốn rất xem trọng Tống Dực, rất có khả năng cậu ta sẽ ngồi vào vị trí giám đốc điều hành bỏ trống lâu nay. Nhưng lúc Tống Dực chưa đến đây, người trong ngành vẫn cho rằng vị trí này sẽ thuộc về Lục Lệ Thành. Không biết lãnh đạo cao cấp của MG đang nghĩ cái gì nữa, lại đi nhốt hai con hổ vào chung một chuồng. Tổng tài của MG Mai chính là muốn lợi dụng điểm này. Theo tin tức chúng ta tìm hiểu được, Mai đã hứa với Tống Dực và Lục Lệ Thành, người nào giành được dự án thành phố không khói thì cái ghế giám đốc điều hành sẽ dành cho người đó. Thông qua buổi đấu giá đồ cổ lần trước, tôi có thể khẳng định Lục Lệ Thành chắc chắn không phải là hạng tầm thường. Cậu ta hoàn toàn có đủ khả năng làm giám đốc điều hành của MG. Không cần tin vào cái truyền thuyết phố Wall gì đó. Vậy ý của tổng tài là? Cậu chuyển lời với Mike, nói với anh ta ý của Hứa Trọng Tấn tôi là, tôi hy vọng lúc ký hợp đồng dự án thành phố không khói có thể nhìn thấy giám đốc điều hành của MG là Lục Lê Thành. Dạ. Cậu có tin không? Trong điện thoại thư ký của Hứa Trọng Tấn đã nói với tôi như vậy. Hứa Trọng Tấn hy vọng trong đội ngũ đàm phán có giám đốc điều hành Lục Lệ Thành. Hứa Trọng Tấn sẽ không phạm phải cái lỗi cơ bản này. Rõ ràng là ông ta biết tôi chỉ là giám đốc của bộ phận đầu tư. Vậy ông ta có ý gì? Ra ám hiệu cho tôi sao? Bây giờ đầu óc tôi hơi mơ hồ. Dù sao đây cũng là việc riêng của MG. Nói thật lòng, tôi cũng không hiểu. Hứa Trọng Tấn có thể lãnh đạo bất động sản Hứa Thị đến tận hôm nay, hai chữ thận trọng phải luôn mang theo bên mình. Ông ta không thể vô duyên vô cớ dài tay như vậy được, thậm chí ngốc đến mức nhúng tay vào vấn đề nhân sự của MG. Ông ta hy vọng cậu có thể ngồi vào vị trí đó. Tôi thấy vấn đề này tốt nhất nên để cậu giải đáp. Tuy tôi rất muốn vị trí giám đốc điều hành đó, nhưng tôi không thể chấp nhận sự sắp đặt của người khác. Tôi sẽ cho anh câu trả lời. Hứa tổng, có người muốn gặp ông. Hôm nay tôi đâu có hẹn với ai. Anh ta nói ông nhất định sẽ gặp anh ta. Ồ, tự tin vậy sao? Cho cậu ta vào đi. Dạ. Mời. Hứa tổng, tôi chỉ vừa mới gợi ý, cậu đã chạy tới cảm ơn rồi.
Tôi không phải đến để trả lễ hay cảm ơn gì, mà tôi đến chỉ để hỏi ông một câu. Tôi biết ngay cậu sẽ thắc mắc và đến hỏi tôi. Tôi cũng có sẵn câu trả lời cho cậu rồi. Hỏi đi. Tại sao ông lại ưu ái cho tôi vậy? Sẵn sàng xen vào vấn đề nhân sự của MC để tôi có thể ngồi lên ghế giám đốc điều hành. Muốn biết lắm đúng không? Ừ. Từ buổi bán đấu giá lần trước, cậu đã khéo léo lôi kéo được sự chú ý của tôi. Tôi rất thích những người trẻ có năng lực và tham vọng. Quan trọng nhất là con người cậu rất có nguyên tắc. Điều này rất quan trọng. Hứa Trọng Tấn tôi tuy thích người trẻ có năng lực và tham vọng, nhưng mà nếu không có nguyên tắc tôi cũng không xem xét đến. Cảm ơn vì Hứa tổng ưu ái, nhưng ông vẫn chưa cho tôi biết tại sao MC phải để tôi lên làm giám đốc điều hành, ông mới chịu hợp tác với chúng tôi. Việc này có gì không được chứ. Tôi hy vọng MC cho nhân viên cấp cao đảm nhận dự án lớn này. Cậu là người mà tôi xem trọng. Có cậu làm giám đốc điều hành MC phụ trách dự án lớn này, tôi yên tâm, cậu vui vẻ, không phải sao? Tôi cũng cảm thấy vị trí giám đốc điều hành chắc chắn thuộc về tôi. Nhưng mà tôi hy vọng những thành tích tôi có được đều do tôi nỗ lực mà có, chứ không phải vì đối thủ cạnh tranh của tôi đột nhiên biến mất mới tới lượt tôi. Hứa tổng, tôi biết rõ tôi nói những lời này có vẻ như có phúc mà không biết hưởng, nhưng nếu như Alex ở lại MC, tôi có thể đường đường chứng minh năng lực của mình. Alex đi rồi, MC cho tôi làm giám đốc điều hành theo ý ông, ngược lại càng khiến cho tôi giống kẻ tiểu nhân thừa nước đục thả câu. Tống Dược đi rồi à? Cái cậu Tống Dược đến từ phố World đó sao? Phải. Hứa tổng, cứ như vậy mà trở thành giám đốc điều hành tôi thắng cũng không vui. Cảm ơn ông đã xem trọng, nhưng điều tôi thực sự hy vọng là bản thân tôi có thể dựa vào thực lực của mình để phục vụ ông. À, Lệ Thành, xin lỗi tôi tới trễ. Không có gì, uống gì không? À, không cần, chỉ cần nói vài ba câu là xong rồi mà, tôi còn phải về làm việc ngay nữa. Được, vậy thì tôi cũng không khách sáo nữa. Lê Thành, anh có nhờ tôi tìm hiểu xem giữa Hứa tổng và nhân tài phố qua Tống Dực trước đây từng xảy ra chuyện gì? Nói thật với anh, tôi cũng không biết. Về công việc, Tống Dực là người nổi tiếng xuất thân từ phố qua. Về cấp bậc, anh ta thật sự không thể đắc tội với Hứa Trọng Tấn được. Còn về chuyện riêng tư, tuổi tác của họ cách nhau cả một thế hệ. Một người thì cắm rễ ở Trung Quốc, còn một người sau khi tốt nghiệp đại học di dân sang Mỹ. Một người họ Hứa, một người họ Tống. Thật lòng mà nói, tôi không nhìn ra giữa họ có quan hệ gì. Vậy là không có chút manh mối nào hết sao? Không có. Mấy năm gần đây Hứa tổng ngày càng làm ăn lớn, tôi theo sau kính phục ông ta còn không hết. Đừng nói là chuyện riêng tư hay có dính líu gì. Chuyện lần này xin anh thông cảm, tôi xin lỗi. Tôi thật sự không giúp gì được. Nhưng mà có một chuyện tôi có thể chắc chắn. Là chuyện gì? Người tên Tống Dực chắc chắn đã từng đắc tội không hề nhỏ với Hứa tổng. Còn nếu không, một người trọng lượng luôn sống trọng tình trọng nghĩa như Hứa tổng sẽ không cư xử tuyệt tình tới mức muốn cho anh ta không thể ngẩng đầu trong giới tài chính. Nghiêm trọng tới như vậy sao? Lê Thành, anh là một người thông minh, sao bây giờ lại mơ hồ quá vậy? Hứa tổng trong giới này có thân phận gì? Ông ta đã nói rõ là không thích ai đó, không muốn có dính líu với ai đó. Vậy anh nghĩ có ai còn dám kết bạn với tên xui xẻo đó nữa chứ? Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Thôi, không có gì, không có gì. Chỉ là phân tích một chút thôi. Anh là người trong cuộc nên khó thấy. Thôi, tôi nói xong hết rồi, cũng nên quay về đây. Được, có gì gì cần thì cứ gọi tôi. Được rồi, tôi không khách sáo với anh đâu. Mời vào. Mai, anh gọi tôi tới gấp, có việc gì quan trọng không? À, sao vậy? Có phải bộ phận nhân sự của công ty đã có quyết định gì mới? Ngồi đi.
Ngồi. Alex, thật sự tôi đang rất khó xử. Cậu và Lệ Thành như hai cánh tay của tôi. Tôi rất muốn hai cậu cùng nhau thể hiện tài năng, cạnh tranh công bằng, giành vị trí giám đốc điều hành. Nhưng mà... Mai, tôi nghĩ chúng ta làm việc với nhau cũng được một khoảng thời gian rồi. Tôi biết anh rất coi trọng tôi. Nếu có việc gì, anh cứ việc nói thẳng. Là như vậy. Công ty bất động sản Hứa Thị hy vọng dự án thành phố không khói sẽ do MC phụ trách. Vậy thì tốt rồi. Nhưng điều kiện của họ là phải cho Lục Lệ Thành phụ trách toàn bộ dự án. Tôi nghĩ cũng hợp lý. Năng lực của Lục Tổng mọi người đều công nhận. Nhưng mà họ còn một điều kiện nữa. Họ muốn Lệ Thành trở thành giám đốc điều hành của MG trước. Có lẽ Hứa Tổng cho rằng người đàm phán với ông ta phải là người có vị trí nhất định. Nói sao thì đây cũng là sự tôn trọng đối với Hứa Tổng. Mai, tôi hiểu mà. Dù sao Hứa Tổng cũng là nhân vật có tiếng nói trên thương trường. Yêu cầu của ông ta không hề quá đáng. Chỉ cần dự án thành phố không khói giao cho MC đảm nhận, đối với tôi, với Lục Tổng hay với MG đều là chuyện đáng mừng. Cứ làm theo ý anh. Alex, tôi thực sự biết ơn cậu. Có thể vì việc chung mà hy sinh như vậy. Người xuất sắc và khiêm tốn như cậu làm việc ở MG đã giúp tôi đỡ cực rất nhiều. Nên làm mà. Hơn nữa, có thể nhân cơ hội lần này tôi được nghỉ phép một thời gian. Đợi khi nào cậu quay lại, tôi sẽ thu xếp cho cậu làm dự án khác. Lần này được dự án lớn, có công của cậu ở trong đó, tôi sẽ báo cáo với tổng công ty thưởng cho cậu. Cảm ơn mày. Alex, lần này công ty làm như vậy, cậu không có ý kiến gì sao? Thật sự không. Tôi theo sự sắp xếp của công ty. Tôi nghĩ đối với tôi, với Lục Tổng, với MC, đây là quyết định đúng đắn. Vậy cậu nghỉ ngơi đi, sau đó mau chóng quay lại. Tóm lại, sau hơn nửa năm quan sát, tổng công ty cho rằng Lệ Thành với vai trò là giám đốc đầu tư đã luôn vì MC chúng ta mà cống hiến hết mình. Thành tích và năng lực của cậu ấy mọi người ai cũng nhìn thấy rõ. Do đó, tôi thay mặt tổng công ty tuyên bố vị trí giám đốc điều hành MG từ bây giờ sẽ giao cho cậu Lục Lệ Thành đảm nhiệm. Mai à, cảm ơn anh đã coi trọng và đề bạt tôi. Không phải mình tôi, đây cũng là quyết định của hội đồng quản trị. Nhưng thật xin lỗi, vị trí giám đốc điều hành này bây giờ tôi không thể tiếp nhận. Tăng họp. Lệ Thành, cậu qua phòng gặp tôi một lát. Sáng nay tôi vừa thu xếp xong bên phía Alex. Bây giờ cậu lại nói không chấp nhận trước mặt ban lãnh đạo cấp cao. Hả? Các cậu đều là nhân tài trong giới đầu tư. Lẽ ra các cậu nên có tham vọng, nên có thứ cần theo đuổi. Cũng chính vì tôi có tham vọng nên tôi không thể chấp nhận kiểu bố thí này. Tổng tài, tại sao cuối cùng anh lại giao cho tôi chức giám đốc điều hành? Vì Hứa Trọng Tấn đánh giá cao cậu. Những tài năng trẻ được Hứa Trọng Tấn coi trọng không chỉ có tôi. Cậu nói rất đúng. Tài năng trẻ của MG không chỉ có cậu. Nhưng ông ta đánh giá cao cậu. Đánh giá cao đến mức nào tôi không biết. Hôm trước ông ta đã ấn định MG đảm nhận dự án thành phố không khói, nhưng phải do giám đốc điều hành Lục Lệ Thành làm. Nếu không thì miễn bàn. Thỏa mãn yêu cầu của Hứa Trọng Tấn, công ty có được một dự án lớn, cậu cũng có được chức vụ mà cậu mong muốn. Alex cũng không phản đối, đối với mọi người đều thỏa đáng. Cậu còn do dự gì nữa? Tôi không thể tiếp nhận. Lệ Thành, tôi thật không ngờ cậu lại cứng đầu như vậy. Tuy tôi muốn ghế giám đốc điều hành,
nhưng chưa đến mức cần người khác làm phúc cho. Tôi sẽ dựa vào thực lực của mình để ngồi lên chiếc ghế đó. Lệ Thành, nếu như cậu không chịu nhận chức vụ này, công ty sẽ mất đi một dự án lớn. Alex đã đồng ý vì lợi ích của công ty. Chẳng lẽ cậu cứ muốn làm khó tôi? Alex đồng ý là chuyện của anh ta, nhưng anh ta chịu từ bỏ không có nghĩa là tôi sẽ nhận nó. Nếu Hứa Trọng Tấn dùng điều kiện điều động nhân sự để trao đổi, làm xáo trộn nguyên tắc ngành, tôi thấy chúng ta không cần làm dự án này nữa. Cậu nói nghe dễ lắm. Cậu biết dự án này lớn cỡ nào không? Tôi biết chứ. Nhưng tôi cũng có lòng tự trọng. Tô Mạn, Alex đâu rồi? Anh ấy đang dọn đồ đạc trong đó. Trong tay cô đang cầm cái gì vậy? Đây là phương án cho dự án thành phố không khói. Thành phố không khói hả? Cô mau đem vào văn phòng cho Alex xem qua đi. Biết đâu anh ấy chịu ở lại thì đúng sao? Đúng đó, chắc chắn là được. Mau đem vào đi. Phải, cô đem vào thử đi. Đem vào đi. Vào đi. Alex, đây là phương án tôi đề xuất cho dự án thành phố không khói. Anh xem một chút. Được không vậy? Tôi sắp nghỉ phép rồi. Cái này cô đưa cho Lục Tổng xem đi. Anh ta sẽ tiếp quản dự án này. Tại sao lại quyết định bỏ rơi mọi người trong nhóm vào thời điểm này, nghỉ phép bất ngờ như vậy chứ? Tại sao anh không cùng chúng tôi thực hiện dự án này hả? Tôi không bỏ rơi mọi người, chỉ là tôi mệt mỏi, xin nghỉ phép để nghỉ ngơi. Mọi người vẫn có thể tiếp tục làm dự án này, hơn nữa thông qua đó có thể phát huy tài năng của mình, không phải sao? Lục Tổng sẽ chỉ đạo mọi người. Tôi nghĩ năng lực của Lục Tổng thì khỏi bàn cãi rồi. Cô đem tài liệu này cho anh ta xem đi. Nhưng tài liệu này là thành quả cố gắng của nhóm chúng ta, tôi không thể đưa cho người khác. Thành tích của cô đều là vì công ty. Đưa tài liệu cho Lục Tổng xem đi. Tôi là cấp trên của cô. Đây là mệnh lệnh của tôi, và cũng là mệnh lệnh của công ty. Liên quan đến dự án thành phố không khói đều nằm hết trong này đó, anh cầm lấy đi. Tôi đâu có đòi mấy cái thứ này. Anh cũng có trực tiếp đòi tôi. Anh khiến mọi người ở nhóm tôi bị điều qua làm cho anh. Bây giờ anh cần người có người, cần tài có tài. Thêm số tài liệu ít ỏi này anh đã vừa ý chưa? Tôi nói rồi, tôi không đòi cô những thứ này. Tôi không cần nó. Tất nhiên là anh không cần rồi. Bây giờ anh là ai? Là nhân vật tầm cỡ trong MG. Anh chỉ cần nói bóng gió là mấy động tác nhỏ nhặt, chẳng cần phải nói gì nhiều hết. Chúng tôi vẫn phải ngoan ngoãn dâng lên trước mặt của anh. Tôi nói cho anh biết, Alex kêu tôi đưa tài liệu này qua cho anh, tôi có thể đưa cho anh. Nhưng kêu tôi chuyển qua nhóm của anh dốc sức gì anh, thì anh đừng có mơ. Dù chính miệng anh ấy kêu, tôi cũng không chấp nhận đâu. Alex kêu cô qua đây sao? Cô yên tâm, thứ anh ta không cần, tôi cũng không cần. Thứ vô giá trị người khác muốn bỏ, Lục Lệ Thành này cũng không ham.
Tố Mạng à, cô đừng khóc nữa, mắt sưng hết rồi kìa. Cô lau sạch nước mắt đi ha, đừng có để người khác nhìn thấy, không lại gây chuyện phiền phức nữa. Cảm ơn cô Helen. Hôm nay cô cư xử với thiếu soái như vậy thật quá đáng. Cô có biết anh ấy đã xảy ra chuyện gì không? Tôi biết chứ, anh ấy sắp rời khỏi đây, sau đó nhóm của tôi sẽ chuyển qua làm cho Lục tổng. Vậy cô có biết Mai muốn thiếu soái làm giám đốc điều hành, nhưng anh ấy đã từ chối không? Hả? Hôm nay trong cuộc họp trước mặt lãnh đạo công ty, thiếu soái đã từ chối chức vụ này. Mai rất là tức giận, khiến cho mọi người không khỏi bàn tán về chuyện này. Không lẽ Alex chưa nói với cô hay sao? Nhưng mà tại sao vậy chứ? Ý cô là tại sao thiếu soái từ chối mệnh lệnh này, có đúng không? Vì chức vụ này do chủ tịch dự án thành phố Không Khói Hứa Trọng Tấn yêu cầu thiếu soái làm. Cũng không hiểu tại sao Hứa tổng này lại có vẻ không thích Alex. Ông ta đã yêu cầu công ty nhất định phải giao chức vụ này cho thiếu soái, đồng thời dự án thành phố Không Khói cũng phải do đích thân thiếu soái phụ trách, ông ta mới hợp tác với chúng ta. Nếu không công ty MG đừng mong có cơ hội nào. Tô Mạng à, bây giờ thì cô đã hiểu tại sao Alex phải xin nghỉ phép, còn Mai thì sốt ruột cho thiếu soái phụ trách dự án này hay chưa? Nhưng mà cô nói Lục tổng đã từ chối rồi sao? Đúng, anh ấy đã từ chối bởi vì thiếu soái cảm thấy làm như vậy là bất công với Alex. Đối với năng lực của chính anh ấy thì đây là sự sỉ nhục, vì vậy anh ấy không đồng ý. Cho dù công ty có mất dự án này đi nữa, anh ấy vẫn từ chối. Vậy cô nói xem, những lời cô vừa nói với thiếu soái có phải là quá ăn ức cho anh ấy không? Tôi đi theo thiếu soái đã gần 10 năm rồi, phong cách làm việc của anh ấy tuy cứng nhắc nhưng anh ấy luôn sống theo nguyên tắc của riêng mình. Tô Mạn, những gì nên nói tôi đã nói rồi, cô tự mình suy nghĩ lại đi. Nhưng thiếu soái có một thói quen rất không tốt, nếu anh ấy bị người khác hiểu lầm, nhất là bị người mình đang để ý hiểu lầm, anh ấy sẽ không giải thích mà chỉ ngồi đó tự trách bản thân mình. Có điều tôi không chịu được điều này nên mới thay anh ấy đi giải thích với cô, vì tôi thấy trong lòng anh ấy đúng là có chút tủi thân. Được rồi, tôi đi trước đây. Alo, tôi đang ở dưới nhà cô, có thể xuống đây một lát được không? Được. Hôm nay tôi tới tìm cô là để nói chuyện tôi xin nghỉ phép, vì không thể giải thích rõ ràng ở công ty được nên chỉ có thể tới đây nói với cô. Tôi thực sự có chuyện riêng cho nên bắt buộc phải nghỉ phép. Dự án thành phố Không Khói đó tôi không thể tham gia. Tôi mà, tôi tới là muốn nói với cô, tôi biết rõ cô đã vì dự án này mà nỗ lực rất nhiều, hao tốn nhiều tâm sức. Tôi không muốn thấy cô vì sự ra đi của tôi
mà tâm trạng không thoải mái. Thật đó, cô là một cô gái rất thông minh và tài giỏi. Dù tôi không có ở công ty, dù cho sau này cô qua nhóm Lục Tổng, hay cả khi chỉ còn lại một mình cô, tôi vẫn tin rằng cô có thể tiếp tục dự án này. Hứa với tôi đi, được không? Anh chỉ xin nghỉ phép, hay là muốn bỏ chúng tôi đi? Tại sao lại quyết định bỏ đi ngay lúc này chứ? Anh yên tâm giải quyết chuyện riêng đi. Dự án thành phố không khói này tôi nhất định sẽ cố gắng giành được. Dù sao đây cũng là dự án mà tôi và anh đã cùng nhau nỗ lực lên, có đúng không? Không sai. Tôi đi đi. Cô Lục, cậu cũng đến chơi golf à? Hứa Tổng, chào ông. Tôi đến chơi golf. Tôi thường đến cuối tuần, còn cậu? Tôi rất ít khi đến. Nhưng tôi thấy cậu chơi rất tốt. Sao hả? Muốn đọ sức một chút không? Được thôi, nhưng mà phải cược cái gì đó. Ồ, cược cái gì? Một chén trà được không? Được, quyết định vậy đi. Hứa Tổng đã thắng rồi, hôm nay tôi mời trà. Cậu Lục à, thật ra tôi thừa biết bình thường cậu không thích uống trà. Mỗi lần cậu uống trà đều vì chiều ý tôi, cho nên bắt đầu từ hôm nay cậu không cần chiều ý tôi nữa. Cậu thích uống gì thì cứ uống. Khả năng quan sát của ông thật khiến tôi khâm phục. Nói đi, cậu muốn bàn chuyện gì với tôi? Chuyện gì cũng bị ông đoán trước. Mượn chuyện đánh golf để có thể tiếp cận với tôi đâu chỉ có một mình cậu, hơn nữa có một số người chơi cũng được lắm. Anh bạn trẻ, tôi rất thích nhân cách và phong thái của cậu.